Hello, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Việt Thương. Hôm nay sẽ là một video hướng dẫn. Cụ thể ở đây đó là hướng dẫn cách sử dụng cái SPD 20 Pro, một cái sản phẩm của hãng chống điện Roland, rất là thích hợp và dành cho những anh em nào mà cần để đi show sự kiện cưới nhỏ, hoặc là những cái sự kiện, hoặc là những cái trải nghiệm về giải trí ở trong gia đình, cần đánh như một bộ chống da và nó sẽ là nhỏ gọn để anh em có thể xách đi được. Ok. Cái đầu tiên các bạn cần canh chỉnh khi có một bộ SPD 20 Pro này, đó là canh chỉnh cho những vị trí của các cái trống nó phù hợp với cái, nó thuận tiện với cái cách đánh của các bạn á. Ví dụ như mình đây là mình đã set sẵn nè. Ở vị trí bass này là mình sẽ đánh cái snare, mình sẽ set cái snare nè. Đó. Đây là tom 1, tom 2, tom 3. Bên phải trên là mình ride. Đó, nó có hai lớp à, đánh một đánh nhẹ thì nó là tiếng rai, đây là tiếng rai bell, đánh mạnh nó ra tiếng crash. Đó, đây là hai hết, tâm một, tâm hai, tâm ba, crash một, đây là tiếng tiếng stick, tiếng cái cạnh đấy các bạn. Rồi còn cái kit mình sẽ dưới là mình sẽ phần ở chân đạp. Rồi và để chỉnh nó sẽ như thế nào thì đầu tiên là các bạn sẽ bấm vào cái nút, các bạn đánh vào cái bass các bạn muốn chỉnh. Ví dụ mình đánh vào bass này. Đó, xong sau đó mình bấm nút instrument. Đó, xong mình khi mình bấm vào thì nó hiện lên cái tên của cái trống mà cái mặt bass nó đang có nè. Sau các bạn bấm cái nút qua lại để chọn cái tiếng các bạn mong muốn. Thì ở trong cái bộ này nó sẽ có sẵn khoảng 900 tiếng nha các bạn ha, hơn 900 tiếng. Từ tất cả các loại nhạc cụ trên thế giới, ví dụ như room set hay là những cái nhạc cụ percussion. Thì tùy ý các bạn muốn chọn nhạc cụ cái tiếng nào thì các bạn bấm vào. Ở đây thì mình sẽ chọn cái tom là tom beat 10. Đó, tương tự như vậy thì mình cũng làm 12, 16, rat, snare. Ok, sau khi các bạn đã chọn được tiếng trên từng cái mặt trống á, thì các bạn có thể là cái tiếng đó các bạn có thể chưa ưng lắm. Và mình sẽ chỉnh sửa bằng cách nào? Mình sẽ bấm vào cái nút đây, order đây. Thì nó sẽ hiện lên là layer EQ. Và mình chọn enter vào. Thì nó có hỏi là mình muốn on hay off. Thì mình đang để off ha. Bây giờ mình sẽ on lên nè. Bấm qua và sẽ nó on lên. Đó. Rồi sau đó các bạn bấm qua một lần nữa thì nó sẽ hiện lên cái bắt đầu mình sẽ chỉnh ha. Cái chỉ số low tần số thấp này nè. Là người ta sẽ cho mình là cái mức cái tần số mà mình muốn chỉnh nó nằm ở vị trí nào. Ví dụ như đây là 125. Mình muốn cho cái tần số mình muốn chỉnh nó cao hơn. Không phải là 125 thì bấm cộng trừ ở đây. Đó. Rồi sau đó các bạn bấm qua một lần nữa thì nó sẽ có cái gain, tức là cái độ lớn, cái độ nhiều ít của cái tiếng bass á. Thì bắt đầu mình đang để ở mức 0 ha. Ví dụ cái kick này là mình đang để ở mức trừ 15. Bây giờ mình tăng lên nè. Đó. Mình càng tăng lên thì tiếng bass, tiếng sub nó càng nhiều. Và tương tự như vậy các bạn có thể làm cho từng cái mặt trống để cho các bạn có cái sound nó phù hợp. Rồi sau khi các bạn cái phần bass ok rồi, phần low ok rồi, bạn bấm qua một lần nữa thì tiếp đến là phần tần số trung nằm ở bao nhiêu hertz, các bạn có thể tự chỉnh nó. Đó, tự chỉnh nó xong bạn bấm qua một lần nữa nó sẽ là cái gain của phần trung đó, bạn tăng lên. Đó, ví dụ mình hạ xuống nè. Đó, mình hạ xuống tiếng nó hơi tối nè, mình tăng lên nè. Đó là tùy các bạn mong muốn cái tiếng mình nó ra thế nào, các bạn sẽ tự canh chỉnh cho nó phù hợp ha. Rồi tương tự như vậy các bạn bấm qua một lần nữa là đến cái phần trep, phần 2 á, phần cao á. Đó, mình đang để 4 kg, không bấm qua một lần nữa cũng là 2 gain. À, mình tăng, đang để bình thường mình tăng lên nè. Đó. Tiếng trap nó sẽ nhiều hơn nè. Rồi ok, đó là hướng dẫn các bạn chỉnh các cái tần số ở trong một cái mặt bass như thế nào. Rồi tiếp đến là các bạn có thể canh chỉnh được một cái mặt bass này nè. Đó, nó sẽ ra 2 tiếng. Đánh nhẹ thì ra tiếng này, đánh mạnh ra tiếng kia. Đó, ví dụ vậy ha. Bây giờ mình sẽ bấm một nút này, nút tai này. Đó, xong sau đó các bạn sẽ được phép chỉnh nè. Các bạn bấm cộng trừ qua lại để cho nó ra từ đầu tiên là nó sẽ off.
off có nghĩa là đánh một mặt nó ra một tiếng thôi. Rồi à, cái bấm qua một cộng đó, nó ra cái chữ mid. Mid có nghĩa là trộn hai tiếng lại á. À, đánh nhẹ hay đánh mạnh nó cũng đều ra cùng một lúc hai tiếng. Rồi tiếp theo là phay một. Phay một là các bạn đánh thiệt nhẹ để ra một tiếng mà đánh lực hơi vừa vừa nó ra cái tiếng thứ hai. Phay rồi hai cũng giống như cái một mà nó sẽ cái độ khoảng cách cái độ nhẹ của cái dùi đó, nó sẽ dài ra một tí. Rồi cái phần mình hay nên khuyên dùng đó là cái phần switch, đó là cái một và cái hai á. Ví dụ bắn nhẹ nó ra một tiếng, đánh mạnh thì ra một tiếng khác, chứ nó không có trộn hai cái lại với nhau ha. Đó. Còn cái phần này thì nó sẽ trộn cả hai tiếng lại với nhau luôn. À, và để đánh một mặt được hai tiếng mà có sự mạnh nhẹ thì các bạn nên để cái chế độ switch ha. Nhẹ nè, mạnh nè, mạnh ra tiếng khác, nhẹ tiếng khác. Rồi ok, bây giờ để chọn cái mặt cái phần nhẹ là cái nào các bạn mong muốn á thì các bạn bấm vào cái nút main và sub đây. Đó, các bạn để ý là ở phía trên màn hình nó có một cái hai cái một cái khoảng trống và phía sau có một khoảng trắng nè. Thì cái phía sau có nghĩa là cái tiếng mà các bạn đánh mạnh nó mới ra. Còn các bạn bấm một cái nữa thì nó sẽ ra là cái tiếng mà các bạn đánh nhẹ. Đó. Đó, rồi bạn muốn chỉnh tiếng nào, ví dụ mình muốn chỉnh tiếng ở phía sau à, mình muốn đổi tiếng nó đi à. 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 Thì các bạn bấm cộng trừ để đổi tiếng. Ok ha, đó các bạn có thể tự canh chỉnh cho cái tiếng trống nó như ý của các bạn ha. Đó, chọn chế độ switch à, xong mình đánh nè, đánh nhẹ là ra tiếng bell, đánh mạnh là tiếng rát. Rồi, ok. Rồi cái phần tiếp theo các bạn cần canh chỉnh đó là cái độ lớn, cái volume của từng cái mặt trống. Rồi, thì ở đây có nút level nè, bạn bấm vào đây. Ở đây nó đang ghi là main level, có nghĩa là cái tiếng của cái phần mà đánh nhẹ, cái tiếng chính á. Rồi nếu các bạn muốn đổi qua tiếng sub, có nghĩa là cái tiếng mà đánh mạnh nó mới ra cái tiếng đó, thì các bạn bấm vào cái nút main và sub chuyển đổi. À. Rồi ok, mình đang để cái volume ở mức của cái main là mức 56. Mình muốn to hơn thì mình sẽ bấm cộng. Đó. Tăng volume đến cái mức mà các bạn cảm thấy vừa ý thì các bạn dừng lại. Sau đó các bạn muốn tăng cho cái tiếng phía sau á, nó to hơn hay nó nhỏ hơn mà bấm main sub. Đó, rồi bắt đầu cộng trừ. Để canh chỉnh cái volume cho các bạn tùy ý. Rồi cái phần tinh chỉnh cơ bản tiếp theo đó là kinh chỉnh cái độ nhạy của từng cái mặt bass. Thì các bạn muốn cái độ nhạy là cái sensitivity á, các bạn bấm vào cái setup nè. Đó. Thì các bạn chọn đến cái chỗ mà nó hiện ra cái chữ bass setting. Các bạn bấm enter vào. Đó. Nó sẽ hiện ra là cái độ nhạy của cái mặt này, ví dụ như mình đang để cái mặt này cái độ nhạy là 7.5 nè. Bắt đầu tăng lên nè. Đó, cái độ nhạy nó khi mà các bạn đánh tăng lên, các bạn đánh nhẹ thì cái mặt nó sẽ nhạy, nó sẽ nhạy hơn. Còn ví dụ mà càng giảm cái độ nhạy thì yêu cầu các bạn phải đánh cái lực nó sẽ nhiều hơn một tí. Đó, nó mới ra tiếng. Đó, các bạn có thể điều chỉnh làm sao mà nó phù hợp với cái độ nặng nhẹ của cái tay của bạn á. Các bạn quen với cái dynamic nào thì các bạn có thể chỉnh cái độ nhạy nó theo cái mức mình mong muốn. Rồi có một cái trường hợp xảy ra sẽ như thế này, khi các bạn chỉnh rất là nhiều thứ xong rồi các bạn không muốn nó nữa, các bạn muốn reset lại về như ban đầu, thì nó sẽ có một cái chức năng gọi là factory reset, là nó sẽ reset lại cái trống của bạn về giống như là cài đặt của nhà sản xuất. Đầu tiên các bạn bấm vào nút system nè, sau các bạn chọn đến nó hiện ra chữ factory reset, các bạn enter vào. Đó, thì nó sẽ hỏi bạn là có chắc chắn không. Các bạn nếu muốn reset các bạn bấm enter thì nó sẽ reset cái máy này lại để cho các bạn chỉnh lại ngay từ đầu. Rồi một cái chức năng để
canh chỉnh nữa là cái chức năng mà các bạn cấm khi các bạn xin được cái bộ tiếng của cái FPD 20 Pro khác mà nó hay á, các bạn cần lót vào thì các bạn hoặc là các bạn làm bộ tiếng xong các bạn sell lại vào cái USB á, thì các bạn đầu tiên các bạn sẽ cắm USB vào, sau đó các bạn bấm nút system. Đấy, bạn chọn đến đến cái phần mà USB memory á, các bạn enter vào. Đó, đầu tiên nó sẽ hỏi là các bạn có muốn format hay là muốn làm sạch cái USB không. Thì bạn muốn thì bạn enter vào. Rồi, sau đó là sẽ là delete cái kit, cũng hay là cái bộ trống của các bạn đang có, các bạn muốn xóa nó hay không. Hoặc là lót cái kit từ cái USB vào cái trống các bạn. Rồi, lưu cái bộ tiếng từ cái trống ra cái USB. Hoặc là xóa hết tất cả dữ liệu. Hoặc là lót từ cái USB vào cái trống toàn bộ dữ liệu. Rồi tiếp theo là sell tất cả dữ liệu vào cái USB. Đó. Thì các bạn muốn cho chắc chắn thì mỗi lần các bạn làm sao lại nó hay á, thì các bạn cứ cắm USB vào, xong các bạn sẽ lưu lại cái tiếng mình đã làm. Đó, sau đó ví dụ sau này các bạn cần á, thì các bạn sẽ cắm vào xong rồi lót lại nó nhanh hơn. Hoặc là các bạn có thể chia sẻ dữ liệu cho những cái người chơi mà cũng dùng FPD 20 Pro và các bạn sẽ share cái dữ liệu nó nhanh hơn. À, vừa rồi thì mình đã hướng dẫn cho các bạn căn chỉnh một số những cái thông số cơ bản ở trên cái bộ FPD 20 Pro. Hy vọng là các bạn có thể điều chỉnh ra một cái sao tiếng ưng ý nhất dành cho riêng mình để các bạn có thể đi chơi hoặc là đi làm ở đâu đó. Các bạn nhớ like và subscribe cho kênh YouTube của Việt Thương để nhận được nhiều những cái video bổ ích. Chào các bạn.